Sáng ngày 13 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã về thăm và có bài nói chuyện cùng tập thể cán bộ sư phạm và sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Cùng tham dự có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là trung tâm nghiên cứu, đào tạo đại học và sau đại học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất khu vực phía Nam. Nhà trường đào tạo đa dạng các ngành học trong 9 lĩnh vực, từ bậc cử nhân đến tiến sĩ. Nhiều cựu sinh viên, học viên của trường đã trở thành những nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, doanh nhân. Nhiều người đã trở thành những chính trị gia từ địa phương đến trung ương, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và với tình cảm của một cựu sinh viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương những thành quả của tập thể sư phạm nhà trường và gửi lời thăm hỏi chân thành, chúc mừng tốt đẹp nhất đến quý thầy cô giáo và các bạn sinh viên. Với hơn 65 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ của nhà trường luôn được bổ sung, phát triển về số lượng và năng lực trình độ, chuyên môn. Nhiều giáo sư, tiến sĩ đạt nhiều danh hiệu khoa học, giáo dục cao quý ở trong và ngoài nước, được sinh viên và xã hội tin yêu, kính trọng. Chủ tịch nước xúc động chia sẻ: "Mỗi dịp trở lại trường, tôi đều xúc động, phấn khởi và tự hào trước những thành tựu mà các thế hệ thầy cô nối tiếp nhau đã dày công vun đắp. Đến nay, nhà trường đã định vị được sứ mệnh, tầm nhìn, tạo dựng được vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học nhân văn chất lượng cao, lớn nhất khu vực phía Nam và quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Trường đã thu hút và đào tạo nhiều thế hệ sinh viên tài năng, nhiều cựu sinh viên của nhà trường nay đã thành danh trong nhiều lĩnh vực và có đóng góp lớn cho xã hội, cho đất nước. Nhà trường đã có nhiều bước đột phá để đưa khoa học xã hội và nhân văn vào thực tiễn. Nhiều công trình nghiên cứu, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác sinh viên và văn hóa đại học được chú trọng triển khai, thực hiện bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú. Về xác định mục tiêu, phương hướng và định vị tầm vóc của trường trong tương lai, Chủ tịch nước cho rằng nhà trường cần tập trung những nội dung sau. Một là kiên trì đổi mới tư duy và hành động, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, khẳng định vị thế của nhà trường trong nước, trong khu vực và quốc tế. Hai là đổi mới quản lý, quản trị nhà trường theo hướng tự chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Năm học vừa qua, nhà trường bước vào tự chủ với nhiều thử thách, dù có nhiều khó khăn nhưng cũng đã nỗ lực từng bước vượt qua. Ba là đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục là phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, xây dựng môi trường văn hóa, môi trường học thuật để sinh viên tự tin, độc lập, sáng tạo, say mê trong nghiên cứu, học tập, phục vụ xã hội, chú trọng đặc biệt tới giáo dục phẩm chất, phát triển năng lực cần thiết cho sinh viên để tăng khả năng thích ứng với xã hội và hội nhập quốc tế, có kỹ năng, tư duy học tập suốt đời, khơi dậy khát vọng và ý chí, quyết tâm vươn lên của mỗi cá nhân, góp phần vào sự vươn lên của cả dân tộc. 4 là cần có chế độ đãi ngộ và chính sách hợp lý với cán bộ có trình độ cao, tạo điều kiện môi trường cho các thầy cô tự học tập, nghiên cứu, trau dồi, phát triển tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, phát huy năng lực sư phạm. Với sinh viên, Chủ tịch nước nhắn nhủ, người học cần chủ động, tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu, khát khao khám phá tri thức và hoàn thiện nhân cách.